bảy tám cái xe nào lượt 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 vừa rồi thì như còn có mỗi cây này sao cũng bay hát đấy. Trước có một con đổ với một con trực mà 150 đấy, hình như là bay rồi. Hôm nay cũng còn hàng sáng sáng thôi chứ sáng ở cục này. Cục này xem nào, có lẽ là vật vật nó siêu xuống tí thì đẹp, vật nó siêu xuống tí thì đẹp, siêu xuống tí thì đẹp như này, này. Đấy thì có vẻ là đẹp hơn. Thôi tôi là cái tay này này, đóng đâm là cắt sớm có đâm là nó không không vật được cái sẹo này. Đấy. Sơi sơi anh nốt đúng không? Quên vừa nãy không biết báo giá chuẩn không? Bao nhiêu nhỉ? 20 à? Thế mà vào 15 chiếc sở không? 20 chưa mặc cả. Đấy, 20 chưa mặc cả. Chưa mặc cả. Chưa mặc cả. Thắng vừa nãy báo hộ hớ rồi. Đấy, 20 chứ không phải 15 đâu các bác nhá. Tất nhiên bằng cả có thể là sẽ xuống được khoảng 15. Ủa, thôi, nặng lắm, chẳng quay được. Mấy cái này thì hôm trước có lên đây rồi, 80 này. 80 đây, nhiều cao cổ. Đấy, lại đếm tiền rồi. Quán mộc tốt thế nhỉ. Đặt riêng nó mới là đẹp. Ông ngoại giao dịch à? Kinh quá nhỉ. Rồi. 1 2 3 4 5 cây. Đẹp đấy. Đấy, đấy. Đẹp. Quá đẹp luôn. Ông bán mộc chạy thế nhỉ. Tết nữa rồi ai cũng thích hoa, có tí hoa. Khi nào thấy ông ấy bán được mộc à? Vẫn cây của anh Kiện đây, có vẻ đang chờ khách cũng hơi lâu rồi. Số điện thoại đây. Đấy, dáng dấp ok chưa? Sung này, kinh nhỉ. Sung này tiếp. Đây chắc là mầm quả đấy, mầm quả đấy. Lúc này dòng nhiều quả đấy. Kinh đấy nhỉ. Đấy có phải Kiện không? Của Kiện không? Mình cũng của Kiện luôn đấy anh em ạ. Hỏi giá alo luôn ở kia nhé. Hỏi giá thì alo luôn cái số ở trên cây xanh vừa nãy 013 đuôi ấy. To ghê đấy. Bốc rác kia vậy. Nè, đây này chỉ mấy nghìn, 2.000 tiền. Chưa có chậu 2.000 tiền. À, của anh à. Đấy, vừa bảo ai thích thì alo đây. À, đây à. Kinh nhỉ, củ to nhỉ. Bao tiền đấy anh? 15 à? Củ to nhỉ. $15. Hôm nay vẫn 50 nhỉ, đó. Đấy. Không lối vào nhỉ? Đi vòng ra đây cái đã. Đâu à? Hôm rồi có đồng chí hỏi cây lục vừng cũng biết có thành công không? Thành công. Đấy. Cầu Giấy. À Cầu Giấy à? Thế gần quá, tốt quá. Chứ ông ở tận miền Nam thì chịu.
Bánh mì siêu mì. Rồi, cảm ơn ông. Nó về là đấy. Lại phải thuê xe con cả ra. Cái nhà rộng đấy nhỉ? Nhà nó nhà chung cư. Thế để kiểu để ở đâu? Có một cái ấy. Ban công à? Công. Máu đấy nhỉ? Bánh mì nào ơi. Bảo cho nó được hơn 3 triệu. Đúng rồi này, mất cái đôi cả cái gì hay nữa. Thôi được. Đam mê ấy mình phải hỗ trợ. Nhiều người có đất có vườn chả dám mua đâu. Đấy. Ông có năm nay ông có hàng Tết làm cái gì không? Hàng Tết năm nay chưa chắc là đi thầy. Năm ngoái thấy ông ngồi ở trên Hồ Tây mà. Năm nay một số tiền chỗ mất nhiều quá. À mất nhiều. Mấy chục triệu. Ảm đạm quá, năm nay có vẻ hơi ảm đạm đấy. Quất kiếp nghe cũng không đẹp lắm. Xấu. Đấy, đây của ông thì vẫn còn đây, một số đồ mini đây. Cái này già đấy nhỉ. Cái này là bao nhiêu tiền ông nhỉ? Thấy cây này mới hỏi cái này. Cái này lấy 1 triệu. 1 triệu nhá anh em. 1 triệu, xanh năm liền đấy nhỉ. Năm liền. Dâm bụt đây. Chết nó bao nhiêu ngày giờ đỏ. Dâm bụt. Cái gì kêu cái gì? Đấy. Dâm bụt là bao nhiêu tiền nhỉ ông nhỉ? Dâm bụt là bao nhiêu tiền nhỉ? Dâm bụt 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đấy. Ô kìa, có một cái xe cây muối. Hô múc cái này à? Nhìn vẫn sáng sủa lắm nhỉ. Đấy, hôm là đồng chí là múc cái này đấy nhỉ. Thay chậu cái khác nhà này hẳn nhỉ. Tích Giang này nhỉ, Tích Giang này đúng không? Giờ là báo giá là bao nhiêu cây này đây? 6 lồng. Bao nhiêu? 6 à? Tích Giang. Nay lại chuyển đấy à? Chuyển đổi mục đích sử dụng à? Nhặt nhạnh cái nhỏ nhỏ đi giải quyết nốt cho nó hết năm nay. Sàn này cũng phải còn chứa được còn mấy cây nữa tiền đấy. Còn thiếu cây này già khắm khú. Còn nhiều tiền nhất là bao nhiêu tiền cây này? Nhất là 1 triệu bạc đấy. 1 triệu bạc anh em đấy, nhặt cho. Nhặt đi mày quá, gần Tết thì ngã phát không chết. Ngã vừa mới nó quệt cho phát rúi rụi vào đường. Ui giời, quá hết chân. Đang làm của anh hôm trước ông ta rồi. Đang lộn á. Anh ở nhà. Ui mấy người gọi điện. Bốc. Cất đồ rồi. Hàng đây đấy. Cắt. Chưa để đấy. Một anh vừa cắt. Ra đấy. Thằng kia cắt. Cái đấy để đấy không bao giờ là sợ. Ôi rồi. Cái đấy sao dây. Nhưng mà bây giờ mình. Đâu rồi. Vào việc đi. Làm chết để. Đem đi hàng Tết. Rồi, à. Cái này bán được vời, nó ngay lập. Đấy, chỉ đổi chủ thôi. Yếu lắm anh ạ. Chú vời. Vời yếu lắm rồi. Như bê hàng nhỏ thôi. Yếu rồi. Sau. Thời tiết ảm đạm nha. Này, đây lại rét. Này lại rét thêm đây. Đây rét thêm đây. Dính con sung này thích nhỉ. Ông ăn con sung to kìa. Đâu, bữa nào. Liên kìa. Đẹp quá. Con đấy lên chậu là có khách to đấy không ạ? À, con này là chung này thì... Tích Giang. Xanh Tích Giang. Thì nó cũng là xanh quê thôi. Ngoài điền thì là quê. Dỡ đi em. Đấy. Bây giờ mới bày hàng đây. Bán để em kiếm mấy vài đồng này để kiếm mấy
mấy cái bánh cho các cháu. Bây giờ mới chào hàng, cười ra cái ông Hường cũng bốc hết. Vừa chú nói thì toàn mấy người gọi điện hỏi cây mấy cây kia, nhưng mà toàn bim bim ngọt nhỉ. Có khi để trên này hay hơn ấy. Thôi để đây, để thấp quá chả nhìn thấy. Để đây cho họ cúi họ xem. À đây quanh quanh cái cụ này. Để ba em lấy hai cây nữa. Ông lại lên đường đuôi mộc rồi. Tắt rồi, ba cây rồi. Đây này, đây này. Thợ cây chạy theo ông rồi. Hít khói nhỉ. Hít khói. Mẹ đặt riêng ra đẹp nhỉ. Có đùa. Mày cho ba con mộc này lên trang đầu trang nhất ở báo Nhân Dân. Báo An Ninh Thế Giới. Đấy. Báo An Ninh Thế Giới. Đấy. Chỉ cởi dây thôi chứ để trên xe cho nó nổi. Để cho nó bước ra cho nó khoáng. Để hai cây trên xe thôi. Đấy. Nó đỡ bí. Xoay xoay sở nó dễ. Xích ra kìa. Ok. Phiên chợ gần giáp Tết rồi. Anh em ơi, công việc không biết được họp mấy phiên nữa ở đây đây. Phiên 2 phiên là thôi. Anh em mua đi không có, mấy hôm nữa là đi tìm cây là khó lắm. Toàn đào quất hoa rồi. Đấy, nhấp xuống nó thấp, khó quay lắm. Đi lao, đẹp, sạch nha. Này là cắt cắt cái rõ ràng, sướng lắm. Cái này là bao nhiêu tiền nhỉ, nghệ nhân nhỉ? Đấy là đi tại cái này. Nghệ nhân. Cái này không? Nghệ nhân nhỉ? Đây là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Đấy, lại nổ số luôn, nổ số. Nộ đọc số điện thoại 0936 80 80 6659. Đấy, có cả Zalo đàng hoàng. Thích xem cái gì cũng được. Hoàng Hưng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 6 triệu rưỡi. Đấy, sạch sẽ này. Đi lao các nhà. Đấy ông chủ này, áo xanh này. Mua đây. Ok không? Mua đi. Bán được mấy cây rồi không? Bán được cây nào? Đấy, lắc lượn sạch sẽ đấy. Thì là rất khỏe nha. Kéo quá. Rất khỏe. Đấy. Tìm đường ra. Ok, rất đẹp. Chúc bác cả giao lưu thành công nhá. Cái này thì vừa trên xe vừa quay rồi. Vừa nãy có cái xe để trên xe này. Ở đường. Cúc mốc. Bác là có hai cái này thôi đúng không? Trang hoàng hay đấy nhỉ. Bao tiền cây bác? 500 một cây. 500, hoa nhiều ghê nhỉ. Đây cũng là vàng đây nhỉ. Cũng của bác Hưng đây. Đấy, sung này. Sung này thì giá sao? Sung 500. Đấy, như bàn tay nhà. Nói bán luôn đã hợp lý. Rất thụ, rất mini thụ. Gốc đẹp. Không cho. Nụn đực. Đấy. Đầy đủ hết rồi đây. Đấy, rất rụt thịt. Nghe quá, còn cái nào không? Đây này cái kia. Vinh danh à? Mấy cái ngoài rồi. Vinh danh không có tiền. Con này kiểu dưới xin sao? Con này liệu vậy? Không phải. Cái này quay mặt này. Hôm ấy các bạn có cái nào ấy. Thân như vặn nhỉ. Cái này mặt này. Đấy nó về mặt đấy. Bỏ Tết thì bán cục mốc được quên. Cây ông kỳ ấy được. Này lá nó hai mùa này thế nên nó cũng thắm sâu đéo cứng. À. Mình dành. Đấy tân luộc luôn đi. Rồi, ok.